Xin chào các bạn, hôm nay thì mình lại giới thiệu cho các bạn mình làm cách sữa trân châu á, cách làm thạch trân châu á và trà sữa trân châu. Ở nguyên liệu đây thì mình có là đường, bột bột gạo của mình á, mình đây là mình dùng khoảng là một muỗng đầy bột gạo, một muỗng cà phê này ha, bột gạo cho bột gạo thì mình xài bột gạo đây ít thôi, nếu mà nhiều quá thì cái thạch trân châu của mình nó cứng. Thì mình sử dụng đây là bột mì nửa, khoảng nửa muỗng bột mì. Các bạn cứ tính là một muỗng bột gạo thì nửa muỗng bột mì. Và ở đây là mình sử dụng là khoảng 4 muỗng bột năng. Ở bột năng này thì cái trân châu của mình nó làm sẽ trong và dẻo hơn. Mình sẽ sử dụng nhiều bột năng nha. Và đường ở ngoài đây, ngoài ra thì mình ở đây mình làm thạch trân châu màu xanh là màu lá dứa. Và sữa trân châu mình cũng làm là sữa dứa luôn. Ở đây mình có là bột cacao, bột cà phê cacao đó các bạn. Ở đây mình sẽ sử dụng là sữa tươi không đường. Mình sẽ sử dụng 2 bịch sữa tươi không đường ha. Và ngoài ra thì các bạn sử dụng thêm là sữa đặc cho các. Ngoài ra thì các bạn sử dụng cho mình là trà đó ha. Trà ở đây là các bạn sử dụng cho mình là trà lít tông nha. Trà lép trong ở đây thì mình sẽ sử dụng trà lép trong cho cái sữa, trà sữa của mình hôm nay. Thì để làm nguyên liệu này thì mình trước tiên thì mình sẽ bắt cái nồi nước sôi lên để mình làm nhồi bột nha. Để mình làm chế nước sôi vô ha. Đây, sau khi nước sôi mình sẽ chế vô. Các bạn phải cho khoảng nửa ly nước sôi để chúng ta cho nó trà nó ra. Ở đây mình sẽ làm ra hai màu trân châu khác nhau ha. Ở đây mình sẽ chia ra, chia bột hỗn hợp ra thành hai phần bằng nhau. Các bạn cứ chia hơn nửa này và hơn nửa là hơn nửa bột kia thì chúng ta sẽ ra hai phần bằng nhau. Ở nguyên liệu này thì nếu các bạn nào cho chúng ta xài cái bột cacao á thì ở đây thì mình sẽ cho thêm là khoảng 2-3 muỗng đường vô nha. Tại đây bột cacao của mình nó sợ nó không có ngọt, không có đắng, mình sẽ cho 2 muỗng đường vào. Và ở đây bột dứa mình sẽ cho khoảng được 1 muỗng rưỡi bột đường vào. Sau đó chúng ta sẽ múc nước sôi, chúng ta chế từ từ vào ha. Sau đó mình sẽ chế nước sôi vào từ từ nha. Bạn chỉ chế nước sôi vào từ từ để chúng ta làm cho bột đấy, chứ mà nếu chúng ta chế nhiều quá thì nó hơi nhão, mất công chúng ta sẽ bỏ bột thêm nhiều lắm ha. Ở đây nó còn nóng, mình sẽ không sử dụng tay để mình nhồi được mà mình sẽ sử dụng muỗng. Thì bột nguội ở đây mình sẽ dùng tay ha. Sau khi mình nắn thành cái khối bột này rất là mịn ha, nó không có dính tay nữa nè. Khối bột rất là mịn. Thì ở đây mình sẽ chuyển tiếp qua là nắn bột màu lá dứa nữa, màu xanh nữa. Ở đây thì lá dứa để cho có cái màu xanh đẹp á, các bạn phải nấu cho nó sôi lên ha.
cho nó sôi lên rồi các bạn cắt nó thì nó sẽ ra cái màu xanh rất là đẹp. Này mình sẽ nấu cho nó sôi lên chút xíu. Sau đó mình cũng sẽ cho cái nước lá dứa vô từ từ. Các bạn cho cái màu lá dứa đặc á, thì nó ra mới màu xanh đậm ha. Thì nếu không các bạn không có đun cần cơm sôi cũng vậy, các bạn cho vô luôn cũng được ha. Đây nên bắt đầu nguội, mình sẽ nhồi vào. Sau khi mình dò đến cho khối nó bột nó mịn vậy, bắt đầu là mình sẽ làm thạch ha. Đây thạch ở đây mình sẽ gắt một ít bột mì hay là bột năng gì cho nó thạch nó đừng có dính ha. Trước tiên là mình sẽ nắn cái bột trà xanh, bột xanh dứa trước. Các bạn cứ do thành tròn thành viên nhỏ ha. Sau đó chúng ta sẽ bắt nước. Cái thì mình đây mình sẽ bắt một nồi nước lên. Sau khi mình bắt nước nó sôi tim rồi mình bắt đầu mình thả bột vô nha các bạn. Các bạn thả bột khi mà nước sôi tim nó nóng đó nha, chứ mà các bạn mà để nước lạnh là nó tan bột ra hết. Sau khi nó sôi thì mình để cho nó khoảng sôi nồi 5 phút nha các bạn. Sau khi mình đun khoảng trên 5 phút rồi cái bột của mình nó trong rồi nè các bạn. Đây mình sẽ chuẩn bị, các bạn vớt ra cho ra một cái tô chuẩn bị nước nước nguội sẵn ha. Nước lọc của mình đó. Cho sữa tươi vào ha. Đó thì mình sẽ cho một khoảng 2 giá sữa đặc vào.
sôi lên thì mình để nó được lâu hơn. Sau khi sữa sôi lên rồi, ở đây các bạn muốn là sữa sâm dứa thì khi mà ra ly các bạn chế sâm dứa vô, nếu mà trà thì các bạn chế trà vô, hoặc thậm chí là giờ các bạn sẽ pha sữa với trà vô cũng được ha. Tuy nhiên ở đây thì mình sẽ có những mùi khác nhau nên mình sẽ không chế một mùi trà vô được, vô hết, mà mình sẽ là khi ra ly mình sẽ chế những pha, khi pha mình sẽ tùy theo cái hương vị của mỗi người mình sẽ pha theo khác nhau. Nhưng mình tắt bếp để nguội ha, xong mình sẽ ra ly cho các bạn xem ha. Ở đây á, sau khi cái sữa của mình nó đã nguội rồi, đây mình sẽ chế vô ha, chế sữa vô. Sau đó thì mình ở đây thì mình sữa mình sẽ rất nhiều, chia nhiều hương loại nên mình sẽ không có khuấy trà, rồi sữa vô trong hết nha. Đây mình sẽ cho 2 muỗng trà nếp tông khi nãy mình đã nói với các bạn là mình sẽ cho tà liếp trong vào. Ở đây mình sẽ cho thạch, bột thạch vô câu vào ha. Như mình đã nói là khi những liếp trước á, là mình sẽ làm thạch rau câu phô mai để mà bỏ vô trà sữa. Ở đây thì mình sẽ bỏ vô trà sữa. Và ở đây là mình đã được, một ly trà sữa hạt rau câu, trà sữa sikula ha. Và tiếp đó thì ở đây mình cũng sẽ làm trà sữa dứa. Mình đã nói là mình sẽ làm trà sữa dứa. Mình cũng sẽ bỏ hạt rau câu vào. Mình sẽ cho dứa vào. Và sau đó mình sẽ cho sữa vào. Sữa dứa của mình. Sau đó mình sẽ đo cho đá vào ha. Sau đó mình sẽ cho đá vào ha. Ở đây cũng tương tự, mình cũng sẽ cho đá vào. Như thế là mình đã làm xong trà sữa sâm dứa và trà sữa sikula rồi đó các bạn. Chúc các bạn thành công với món trà sữa nước uống của ngày hôm nay. Chào tạm biệt các bạn.
Dẻo mềm rất ngon.